Điều tra sơ bộ cho thấy hai trong số 6 người thiệt mạng là Chong Serin, 56 tuổi và một người có tên Đặng Hùng Văn, 55 tuổi đều có quốc tịch Mỹ. 4 người còn lại mang quốc tịch Việt Nam gồm Nguyễn Thị Phương Lan, 47 tuổi, Phạm Hồng Thanh, 49 tuổi, Trần Đình Phú, 37 tuổi và Nguyễn Thị Phương, 46 tuổi. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Bangkok, Trung tướng Thiti Sangsawong cho biết có 7 người đã đặt 5 phòng của khách sạn, 4 phòng ở tầng 7 và 1 phòng ở tầng 5, nơi cả 6 thi thể được tìm thấy. Do không có dấu hiệu xô xát hay vết bầm tím trên cơ thể nạn nhân, trong khi đồ ăn của họ vẫn còn nguyên, cảnh sát Thái Lan bước đầu nhận định 6 người thiệt mạng nhiều khả năng do bị ngộ độc từ việc uống cà phê hoặc trà trong phòng. Hiện tại, thi thể 6 nạn nhân đã được đưa về bệnh viện để tiếp tục quá trình khám nghiệm. Cảnh sát Thái Lan đang truy tìm manh mối về người mất tích còn lại, đồng thời khẩn trương xác định 6 người đã tự tử hay bị người khác đầu độc. Thủ tướng Thái Lan Sẹt Thả Thapisin và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ An Hậu Tin đã tới hiện trường để trực tiếp chỉ đạo tiến trình điều tra vụ việc. Ông Sẹt Thả cho biết 6 người này nhiều khả năng đã thiệt mạng khoảng 24 giờ trước khi được phát hiện. Vụ việc xảy ra ngoài mong đợi, song sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực đến lĩnh vực du lịch. Chia sẻ với phóng viên tại hiện trường, Bộ trưởng Nội vụ An Hậu Tin nhận định. Đây có thể là một hình thức tội phạm có tổ chức. Vụ việc này rất hiếm gặp, không liên quan đến người dân Thái Lan và cũng không liên quan đến các hành vi bạo lực. Tôi có thể đảm bảo Thái Lan vẫn là điểm đến an toàn. Chúng tôi luôn nồng nhiệt chào đón bạn bè, du khách quốc tế có những kỳ nghỉ vui vẻ ở Thái Lan. Các cơ quan chức năng của Thái Lan đang khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ vụ việc. Dự kiến, cảnh sát Bangkok sẽ tổ chức buổi họp báo trong ngày hôm nay, 17 tháng 7, để tiếp tục thông tin cập nhật về vụ việc. Về phía Việt Nam, ngay sau khi nhận được thông tin liên quan vụ việc, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng cán bộ đại sứ quán đã đến hiện trường và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Thái Lan, các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao Việt Nam theo dõi sát vụ việc, làm rõ thông tin, xác định thân nhân của các nạn nhân, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.